Chào mừng quý vị và anh chị em trở lại với kênh Góc khuất cuộc sống. Kính thưa quý vị và anh chị em, cái chết của cha Giuse Trần Ngọc Thanh đã để lại nhiều nỗi đau cho chúng ta. Khi chúng ta bàng hoàng biết được hung thủ đã dùng dao chém hai nhát vào đầu cha Trần Ngọc Thanh thì cha đã qua đời. Và hôm nay Quang Hải sau khi đọc một cái tin này lại hết sức bàng hoàng. Bé trai mới 2 tháng tuổi đã tử vong với nhiều vết dao nghi do mẹ bị trầm cảm sau khi sinh. Người thân trong gia đình đã phát hiện bé trai 2 tháng tuổi tử vong ở bếp với nhiều vết thương do dao. Người mẹ đã định tự tử nhưng được người dân phát hiện giữ lại. Thì biến cố này xảy ra vào chiều mùng 5 Tết Nguyên Đán vào ngày 5 tháng 2. Công an huyện Hương Khê đang phối hợp với công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra vụ án mạng đau lòng. Nghi phạm là người mẹ, chính nạn nhân là con trai 2 tháng tuổi, truyền thông nhà nước đưa tin. Kính thưa quý vị và anh chị em, thông tin ban đầu khoảng 6 giờ sáng ngày 5 tháng 2, người thân của chị Lê Thị, người ta tên là giấu tên, sinh năm 1983, ngụ xã Hương Giang, tỉnh Hà Tĩnh, phát hiện đứa con hơn 2 tháng tuổi của chị đã nằm tử vong ở khu vực nhà bếp, trên người có nhiều vết thương do dao. Người dân phát hiện chị H đi xe máy rời khỏi nhà với ý định tự tử nên đã giữ lại đưa về nhà. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chị H bị trầm cảm sau khi sinh nên đã dùng dao chém cháu bé. Một lãnh đạo xã Hương Giang nói, báo Tuổi Trẻ dẫn lời. Hiện gia đình đã làm lễ an táng cho cháu bé, công an đang tạm giữ chị để lấy lời khai. Được biết, vợ chồng chị có 2 người con, một bé trai hơn 4 tuổi và bé trai mới sinh hơn 2 tháng tuổi. Thì sau khi sinh, thì chị H có biểu hiện trầm cảm nặng. Kính thưa quý vị và anh chị em, như quý vị và anh chị em vừa nghe một cái biến cố thật là đau lòng. Bé trai mới 2 tháng tuổi và người mẹ sau khi sinh thì có dấu hiệu trầm cảm. Và không biết vì lý do gì mà người mẹ lại có một cái hành động như vậy. Thì sau khi nghe biến cố của cha Thanh đã thấy giật mình rồi, thì tiếp tục có một biến cố xảy ra như thế này thì thật sự là hết sức đau lòng. Phải không quý vị và anh chị em? Một vài thông tin Quang Hải xin chia sẻ đến quý vị và anh chị em. Và chúng ta cũng đừng quên cầu nguyện cho bé trai 2 tháng tuổi cũng như người mẹ của cậu bé. Cảm ơn quý vị và anh chị em đã chú ý lắng nghe và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Góc khuất cuộc sống để có thể nhận được những video mới nhất. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.